Welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game kiếm hiệp. Con gốc của nó là tên gì ta? Thần Ma 2D đúng không? Nhưng mà đây là admin đặt cho chúng ta đó là Kim Dung tranh bá nha anh em. Đó. Và phiên bản vi cực ngon ha. Theo thấy bản này cũng khá là chuẩn chỉnh đó các bạn ơi. Đó. Ok ok. Đâu. Rồi, chạy nhiệm vụ. Đầu vô phải chạy nhiệm vụ tân hữu nha. Đó. Gặp ai đây? Bỏ qua mẹ nó đi, khiêu chiến luôn đi. Nói nhiều quá. Đúng vậy. Nguyên cơ lão tổ à, đó là tướng hợi. Ủa tăng tốc à, tăng tốc nó nhanh hơn một tí anh em à. Đây bầy hơi bự. Ôi tính ra kỹ năng ngon ta. Con này kỹ năng ngon á. Nó đánh theo kiểu hàng ngang à, theo hít mấy con mà quần công á các bạn. Nhưng mà quần công thì nó có một cái nhược điểm, đó là nó phải nó đam nó hơi bị ít đó. Này là ai đây? Trương Thanh gì đó, thôi bỏ qua đi nè. Còn con này nó đam nó không cao rồi phải á. Đây à, nó búp khiên hả? Ok rồi, giờ gồng đam mà hỏi gồng đi, nó đánh hết luôn rồi. Mấy con này yếu quá à, hướng dẫn đầu game mà nên là khá là yếu hả đó. Thu phục em nó dài luôn, rủ em nó dài luôn. À, ok luôn. Chạy luôn. Đây, tiếp tục luôn. Rồi, đó, rủ anh này luôn. Gì Sư Húc tiểu là tháp lai triều nhĩ gì đó. Ok. Rồi, Sư Húc đồng ý đi chung. Lôi Thôi Đạo Nhân hả? Má nghe cái tên là thấy mệt mỏi rồi. À, thì ra ông này là Lôi Thôi Đạo Nhân. Ok. Nào, búp cái khiên lên nhìn cho đẹp cái nè. Búp cái khiên lên. Đó, đúng vậy, búp lên. Búp cái khiên lên rồi nó không quýnh ông đó, rồi nó chuyển sang nó đập mình là sao nhỉ anh em? Đó, sắp rồi, sắp 50 rồi, đây. Ủa, hồi nãy nó in tiêu là đánh hàng ngang mà. Đậu tương đó. Tưởng đâu là đánh hàng ngang. Trời ơi, ok nè, đây. Anh này đây, ủa con này giờ cũng đánh hàng ngang nè. À biết nãy đánh con này là được rồi. Đánh con này là chạy xong cái nhiệm vụ luôn rồi đó. Ui chuyện level 4 à, cái này là không bỏ qua hướng dẫn được nha anh em ơi. Đó, chứ bỏ qua được là ngon rồi. Tại là chúng ta cũng sẽ đi coi ha, ở đây có nhiều trận đánh, tí nhiều khi là đánh không được về luôn, không biết sao. Đâu mấy con này đâu đánh. Này nên bây giờ tha hồ mà đánh cái đi. Nào, hồi nãy con này đam ngon nè. Trời, đam cũng 3 con. Đây thêm cái nữa. Đó. Ủa nó đam 3 con nhưng mà đam hên xui random hả ta? Trời ơi, đây. Anh ấy lại đam thêm một lần nữa. À, giờ chuyển sang lần chéo hả? Ok man. Hiện tại chúng ta không có con nào quần công luôn á anh em. Trời ơi, đánh hơi lâu ha. Ok. Không cần búp giáp. Không cần búp giáp đâu. Búp đưa con này vô làm gì không biết nữa. Đó. Rồi. Xong hướng dẫn tân thủ thì chúng ta sẽ đến với thông tin server nha. Bây giờ là chúng ta chuẩn bị vô đánh với boss nè. Đó. Trời, hướng dẫn tân thủ mà cũng đánh với boss nữa là thấy ghê hồn rồi đó. Đó. Ok. Anh sẽ đánh gì? Mộc tử sóc hả? Ôi con này đẹp đấy chứ. Nhưng mà không biết kỹ năng của nó là gì nhỉ? Game này rất là dễ kiếm tướng đỏ luôn nha anh em. À, ok chưa, đó. Ok. Đừng để nó đánh, nó đánh là chúng ta không có cơ hội đánh đâu. Đây. Ủa, alo. Vậy là chỉ có ông đạo sĩ đó là đánh đẹp thôi, chứ còn mấy thằng này đánh đâu đẹp đâu. Trời ơi, heo tưởng đâu là nó đánh đẹp lắm. Rất chi là này nọ. Chỉ có ông đạo sĩ đó là đánh đẹp thôi. Ok, chúng ta đến với thông tin server cái nha các bạn ơi. Gán tí đi kiếm con đó đánh rồi. Ok, xong rồi đúng không? Hết hướng dẫn tân hữu rồi.
Rồi lùm cái cây kiếm nào, hết nè. Hết đi, hết đi. Rồi 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 rồi. Ok, đến với thông tin server liền nè. Bỏ qua này đây, đó. Đây, thông tin server Kim Dung Tranh Bá Thần Ma Tái Chiến chính thức khai mở server 2 khu điểm vào 13 giờ ngày 6 tháng 4 2023 tải game tại kimdungtranhba.com. Quy nè hả, có sau khi nhận thư vậy nè hả. VIP 6 level 47 cái này bao nhiêu đây, 6.666.666 kim nguyên bảo và 99.999.999 kim tại hương nhục bao 1.000 phàm giai đột phá đan nhân 999 phàm giai linh dịch 999 long huyết đan 300 rương trang bị nhân 20 rương bảo hạch cấp 9 nhân 10 rương tiên hồn nhân 100 ưu đãi chỉ có ở server Kim Dung Tranh Bá. Mỗi ngày được cộng điểm VIP, đạt thành tựu hưởng thể lực A-ship nguyên liệu cực nhiều, đăng nhập hàng ngày nhận vật phẩm siêu hot, chuỗi sự kiện 7 ngày mở server nhận trang bị hoàng kim, thẻ tháng tăng A-ship nhận được tăng thuộc tính toàn đội ký danh mỗi ngày nhận hồn tướng cộng kim nguyên bảo, phần thưởng cốt lai xe chia sẻ gồm tinh luyện thạch nhân 1.000, kỹ năng quyển trục 100, tinh lực đan 100, kim nguyên bảo nhân 1.000.000. Sợ để sở hữu chỉ cần like, share, comment gửi admin ha. Tỷ lệ nạp ATM 1 gì ATM Momo tặng thêm 50% hotline, nhóm Zalo, nhóm Facebook ha. Ok, bỏ qua được không? Bỏ qua được nè. Ồ, nhưng mà nhận thư hả? Ủa, rồi bỏ qua rồi. Ủa, ồ, vậy là bỏ qua không được hết ta? Đậu tương á, vậy là hót ra vô lại thôi chứ. Ok, ok, hót ra vô lại. Server quốc dân nên là anh em nào muốn vô nghịch thì cứ vô thôi. À, hót ra vô lại được rồi nè. Nào, bây giờ thì đã có thư. Đó, ok, rất nhiều nè ha. Này gì đây, thiên ngu kiếm. Ok, đan đá kim nguyên bảo, rồi kim tại, rồi A-ship nhất kiện thủ lãnh. Ok, một đống luôn, thủ hết luôn, lãnh hết luôn, lên level 47 luôn. Rồi, không hướng dẫn tân hữu luôn, dẫn làm gì, điểm danh cái lên VIP 6 nè ha. Đó, nạp đầu lắm không? Ok, không có nạp đầu. Rồi, 7 ngày đâu rồi? Ngày thứ 8 rồi hả? Ủa, nhưng mà nó đâu? Quà đâu? Ok, đăng nhập nè ha. Quà, đá đồ rất nhiều. Ok, thăng cấp đan, đột phá đan, này là hành tựu nè. Đó, nhận game nguyên bảo rất nhiều luôn. Tầm bảo, sự kiện đăng nhập nhận quà nữa nè. Game nguyên bảo, thần trang gì nè. Màu cam vũ khí rương. Rồi, online nhận game nguyên bảo, nhận đan rồi quá trời luôn. Nó rất nhiều đá đâu nữa nè hả. Ôi ơi, ủa hết rồi hả? Alo. Đây, nhiệm vụ nữa hả? Ôi, ủa, một phát một lên level luôn hả? Nhanh vậy? Kim nguyên bảo nè. Ok, thành tựu nữa nè. Ok, wow, lắm kim nguyên bảo vậy. Rồi, 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 có tiền, có quyền, có lực chiến rồi. Bây giờ, vô túi rồi đó. Màu cam vũ khí, ok, kiếm nhọn dễ xài, cứ chọn cái đầu tiên hết nha anh em ơi, để có biết mở gì đâu, cứ mở hết thôi. Ok nè hả, đó
gameplay rất nhiều luôn. Vô là quẩy thôi chứ nói gì nữa. Gì đây? À đá hả? Ok. Trang bị nè, à rương trang bị 20 rương. Rồi mảnh tướng. Rồi gì nữa đâu mất mẹ nữa rồi, đang mở ngon lành mà nè. Này là gì ta? Hồng bao hả? Ok. Rồi, đi. Ở này là khiêu chiến rồi. Nghĩ sao mới vô mà đi khiêu chiến. Đây. Đó, miễn phí. Miễn phí được quay được bao nhiêu lần đây? Ủa, không có miễn phí hả ta? Alo. Đăng nhập nạp đầu. Ủa, quà VIP mua ở đâu ta? Này sao không thấy mua được nè. Khiêu chiến. Đây, 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 VIP. Ok, miễn phí. À, còn cái này phải mua hả? Mua rồi, thôi đi. Miễn phí thì mình chơi thôi hả? Đó, quyền trục gì nè hả? Quá trời luôn. Và VIP là miễn phí hả? Đó, ok man. Rồi. Đó, đó. Rồi. 7.500 hả? Đó là 75.000 hả? Chúng ta có 6.800.000 nữa. Mua đi. Ok, thấy không? Mua là được tướng đỏ liền. Đỏ không? Đỏ liền. Trời ơi, số heo mà anh em. Đó, tướng đỏ không? Rất đỏ luôn. À, nước dễ gì nè. Đó, tướng đỏ này nha. Đó. Rồi, tiếp không? Đó, tướng đỏ nữa. Đúng không? Đồng ngu. Ok, ủa, méo phải tướng đỏ hả? Ok. Dạ, yeah, được 2 con tướng đỏ, 3 con tướng đỏ. Nhưng mà có con nào đam quần công không ta? Con này nãy mở rồi. Đây, tướng đỏ nè. Ôi dồi ôi, méo. Ơ, được một con nữa chứ. Ok. Rồi, rồi, rồi. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Quay nhiều đó thôi, đó. Quay là được nhận đan rồi nữa nè. Đó. Nhưng mà mát cái đó không biết được cái gì thôi. Bảo vàng xếp đội hình nè ha. Nào, ok. Ủa, 2 con tướng tăng luôn hả? Một con support. À, không thể thay đổi tướng đó. Ok. Rồi, rồi. Đội hình mạnh như súng. Tới nè bộ. Mấy con này chắc đánh một lượt màu là hết quá. Rồi, ok, anh em nào có chơi thì tải về ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Đó, mô tả và bình luận bấm vô thì tải về ha. Đó. Con giờ tính ra là không thấy ai mở luôn á. Nên là game cũng theo yêu cầu của nhiều anh em một thời gian. Nhưng mà tới ngày mới có thì up thôi nha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Kỹ nồng để đánh trận nữa coi. Đó. Con này yếu quá.